Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã triển khai trực thường xuyên tại các chốt kiểm dịch. Chốt kiểm dịch C10 trên đường Trần Đại Nghĩa, giao với địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, là tuyến thường xuyên có các xe du lịch, xe khách lưu thông. Vì vậy, nơi đây trở thành một trong những chốt chặn quan trọng trong công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Điểm đáng mừng là người dân đã có nhận thức rất cao với dịch bệnh COVID-19, nên so với mọi năm, lưu lượng giao thông trên tuyến này đã giảm đi rất nhiều. Mọi người cũng chấp hành rất tốt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đầu tiên em cũng là lên xe rồi cũng đeo khẩu trang rồi sát khuẩn rửa tay trong phục vụ các biện pháp để phòng chống dịch an toàn hơn. Cũng đồng hành với lại công tác phòng chống dịch của thành phố, cho nên cái lưu lượng phương tiện người ta tham gia ngoài đường trong cái dịp xuân năm nay cũng hạn chế hơn những năm trước rất là nhiều. Ngoài việc kiểm tra thân nhiệt và được phát khẩu trang, nước sát khuẩn, những trường hợp khi vào chốt đều phải khai báo y tế, lịch trình đầy đủ.